và khi bác mất ấy, trong cái lễ tang của bác bao nhiêu bài thơ khóc bác thì nhà thơ Việt Phương các đồng chí đều biết, một cái nhà thơ nổi tiếng, anh Việt Phương còn là một nhà lý luận nữa. Một người mà suốt đời làm thư ký cho thủ tướng Phạm Văn Đồng. Anh Việt Phương vừa mới ra đi. Bây giờ những cái nhân chứng lịch sử thời bác càng ngày càng vắng vẻ đã đi gần hết rồi. Cho nên nếu chúng ta không khẩn trương nghiên cứu về bác thì rồi nhiều khoảng trống sẽ không lấp được đâu các đồng chí về mặt tư liệu lịch sử. Khi bác mất Việt Phương có 40 tuổi Phi Fidel lãnh tụ Cuba có 43 tuổi. Cả Fidel và cả đồng chí Việt Phương của chúng ta đều đã trở về với thế giới vĩnh hằng cả rồi. Việt Phương lấy cái ý đó để viết thành một đoạn thơ khóc bác rất cảm động. Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp. Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con để thấy hết cái tầm vóc nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, cái sự kiện bài thơ năm 69 là như vậy. Xin các đồng chí nghiên cứu về lịch sử, các đồng chí cũng đừng bỏ qua cái chi tiết có ý nghĩa này này. Hóa ra trong cái thế giới nhân loại này chỉ có hai người đấy các đồng chí hai người có những sự trùng hợp rất là thiêng liêng về mặt sự kiện một là tổng thống mỹ joseph jefferson hai là bác hồ của chúng ta đều là tác giả tuyên ngôn độc lập của nước mình và cũng đều mất vào ngày quốc khánh tổng thống mỹ joseph jefferson là một nhà văn một nhà một triết gia và một chính khách ông đã hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Ông đã từng là tác giả của tuyên ngôn độc lập hợp chủng quốc Hoa Kỳ và ông cũng chút hơi thở cuối cùng vào ngày quốc khánh của Mỹ, ngày độc lập. Nhân vật thứ hai là bác Hồ của chúng ta. Bác viết tuyên ngôn độc lập để khai sinh cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cáo chung cái chế độ thực dân ngót một thế kỷ. Mở ra cả một thời đại mới Huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam mà Đảng ta gọi là thời đại Hồ Chí Minh. Bác cũng mất vào ngày Quốc khánh. Chúng ta đều biết cả, mùng 2 tháng 9 năm 69. Còn lúc bấy giờ đấy, trong một cái bầu không khí đau đớn đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa, Đảng ta họp hội nghị trung ương bất thường ngay sau khi Bác mất, mùng 3 tháng 9 ấy, để bàn về lễ quốc tang cho Bác trong cái nỗi đau đớn ấy, đảng đặt vấn đề là không để nhân dân quá đau đớn ngày lễ và ngày tang nó trùng nhau. Mà lại để tang bác suốt một tuần lễ trong hình thức quốc tang. Cho nên trung ương lúc bây giờ thống nhất thông báo cho toàn đảng toàn dân biết là bác mất vào mùng 3 tháng 9. Chứ thực ra là bác mất từ mùng 2, tức là trùng với ngày Quốc khánh. Cái năm ấy đấy, ngày lễ và ngày tang là trùng nhau phải đến 20 năm sau. Bác mất năm 69, phải 20 năm sau, đến năm 1989 các đồng chí nhé. Trong cái dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác, thì đảng ta đứng đầu lúc bây giờ là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đã ký một thông cáo đặc biệt gửi toàn đảng, toàn dân và cũng là thông báo cho bạn bè quốc tế biết sự thật về ngày giờ mất của bác. 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 69. Và đảng ta cũng giải thích rõ để tất cả chúng ta cùng hiểu vì sao trong hoàn cảnh bấy giờ tại cái lễ truy điệu trọng thể bác ở quảng trường Ba Đình ấy, đảng không thể công bố hết toàn văn di trúc của bác mà chỉ công bố một đoạn thôi vì chúng ta đang đang kháng chiến thời kỳ đó là chiến tranh đang rất là ác liệt. Nhiều vấn đề bộn bề phức tạp chưa thể công bố được. Và nhiều điều bác dặn cũng chưa có điều kiện thực hiện. Cho nên bây giờ đảng ta mới chính thức công bố cái bản di trúc này các đồng chí này. Đã nhiều lần chúng ta nói với nhau, tôi rất mong các đồng chí, mỗi đồng chí chúng ta từ trái tim của mình, từ tình thương yêu của bác, chứ không phải là lý trí và nghĩa vụ đâu. Ta sẽ đọc di trúc, hiểu di trúc, và tính tới thuộc lòng di trúc nhất là các đồng chí nào còn trẻ đặc biệt là các nhà giáo vì chúng ta còn dạy cho các em các cháu nữa cái bản di trúc linh thiêng này và chúng ta mới biết được rõ là sở dĩ đảng không thể đọc hết di trúc của bác trong cái lễ truy điệu đó bởi vì bác dặn là sau khi bác qua đời thì thi hài bác bác yêu cầu được đốt đi Bác còn giải thích là nói chữ là hỏa táng Sau này có nhiều điện Điện táng nên trở thành phổ biến Như thế đã tốt Vì hợp vệ sinh cho người đang sống Lại đỡ tốn đất Mà bốn tháng trước khi mất Bác chữa lại lần cuối cùng di trúc Cái đoạn ấy bác thêm chữ ruộng nữa Đỡ tốn đất ruộng Đất canh tác, đất trồng lúa của nông dân Đấy bác còn dặn tức là nếu như tôi đã qua đời mà miền nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít cho xương cho đồng bào miền nam bác nói là miền nam trong trái tim tôi mà lúc bấy giờ chúng ta đang chiến đấu quyết tâm giải phóng miền nam chứ nhiều điều ấy ta chưa thể công bố được vì đảng đã quyết định giữ gìn thi hài bác lâu dài vĩnh viễn chứ càng không thể công bố hay là bác dặn là giải phóng miền nam mà bác tin chắc chắn sẽ là như vậy thì miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân công việc đầu tiên là công việc với con người mà miễn thuế cho bà con nông dân trong hoàn cảnh chiến tranh ta đang phải huy động từng hạt thóc củ khoai cho chiến trường trên chúng chưa có điều kiện thực hiện và sau này khi đất nước đi vào đổi mới, quốc hội đã quyết định miễn toàn bộ lâu dài thuế nông nghiệp cho nông dân thực hiện đúng cái tâm nguyện của bác. thì lý do phải nói lại là nó là vì vậy thôi. chưa kể đến một chi tiết này các đồng chí, ta mới càng học bác về phong cách các đồng chí nhé, phong cách tức là cả tư duy, cả viết, cả nói, cả ứng xử, cả hành động mà với các đồng chí là phong cách công tác, phong cách lãnh đạo bác cẩn thận vô cùng chỉ. tại sao bác lại nghĩ ngẫm nghĩ lại và bác lấy bút đỏ bác gạch chữ xương đi chỉ để chữ cho thôi bác bảo rể lại một ít cho xương cho đồng bào miền nam mà nếu đã hỏa táng thì không còn xương nữa nó còn bột cho hài cốt thôi cả một đời người lúc ra đi còn một nắm cho thôi mà chắc là các đồng chí đất và người thanh hóa sẽ thiết tha cảm động vô cùng mỗi khi nhắc đến tố hữu chứ các đồng chí nhà thơ yêu quý của chúng ta một con người gắn mảnh đất tình nghĩa Thanh Hóa này. Trước khi mất bài thơ cuối cùng của Tô Hữu cũng vì cái điều đó thôi. Xin gửi bạn xin tạm biệt đời yêu quý nhất nhé. Còn một mấy vần thơ một nắm cho thơ gửi bạn đời cho gửi đất. Sống là cho, dâng hiến đấy và chết cũng là cho bài thơ cuối cùng của Tố Hữu đấy các đồng chí. Thì mới hiểu vì sao bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi chỉ để chữ cho thôi. Bác rất tinh tế về ngôn ngữ mà điều ấy đấy cũng là một phương diện chính xác của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nữa. Hơn thế, bác lại dặn là cho cả nước không riêng gì miền Nam. Cho thì chia đều vào ba hộp sành, miền Bắc một hộp, miền Trung một hộp, miền Nam một hộp tìm đồi cao mà chôn cho đỡ tốn đất đất ruộng đấy là nỗi lòng tâm nguyện của bác dường như một cử chỉ hóa thân vào nhân dân vào dân tộc đấy, thì cái sự kiện thứ nhất mà năm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm vừa rồi tạo ra một cái khí thế mới giáo dục lòng yêu nước trong đảng trong dân nó liên quan đến sự kiện cuối đời của bác bài thơ chúc Tết năm 68 và bài thơ chúc Tết cuối cùng năm 69. Thế mà ngay sau khi bác viết cái bài thơ chúc Tết năm 69 ấy, thì vào đầu xuân mới nó bây giờ bác đã yếu lắm rồi mà bác vẫn dành thời gian để tiếp đoàn đại biểu giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc do bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn. Bác nói thế nào các đồng chí? Bác bảo với miền Nam miền nam yêu quý của chúng ta có nói trăm câu nghìn câu vạn câu cũng vẫn là không đủ trong bài thơ chúc tết tôi có viết là năm qua thắng lợi vẻ vang năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to nhưng tôi cũng không đoán biết được bao giờ chúng ta sẽ thực hiện được nam bắc một nhà cho nên tôi chỉ xin nói gọn một câu bao giờ nam bắc một nhà việt nam đại thắng chúng ta vui mừng và bác ôm hôn cảm động bác sĩ phùng văn cung lúc bấy giờ và sau đó thì bác mất